Rồi, ứng dụng đầu tiên. Mà chủ yếu mình cũng thi ứng dụng này thôi. Các ứng dụng sau thì giới thiệu thì mình sẽ luyện tập cho nhiều. Xin nhá. Ok, nào. Bài số 4 đó là phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến. Của đường cong. Phương trình tiếp tuyến của đường cong. Ok. Nắm rõ cho thầy những cái dạng toán cơ bản nhất của cái này. Cơ bản nhất nhé. Thì về hình ảnh đúng không? Đầu tiên về hình ảnh đã. Hình ảnh. Đây, tức là đường cong đây. Đường cong, giả sử đường cong đây. Như thế này, đúng không nhỉ? Thì thằng của đợi này. Thì cái thằng này. Thằng mà nó tiếp xúc ạ. Tiếp xúc. Tại M này. Đấy. Delta này. Thì đây là con Fx, đường cong C. Thì khi đó, đường thẳng delta. Nó tiếp xúc với C tại M thì delta sẽ được gọi là tiếp tuyến. Ok, về hình ảnh nó như vậy, tức là nó phải tiếp xúc tại một điểm đúng không, thì người ta gọi là tiếp tuyến. Thì trên lớp các bạn chắc cũng dục dịch học cái bài này rồi, định nghĩa đạo hàm rồi và các quy tắc tính. Ok nhỉ. Vậy bây giờ mình quan tâm là muốn viết phương trình tiếp tuyến ý, thì mình cần có những yếu tố gì? Nhớ tiếp tuyến thực chất, chú ý cho thầy nha, chú ý ok cho thầy nha, chú ý thực chất tiếp tuyến đúng không, nó là một cái đường thẳng. Ở trong phạm vi phổ thông giới hạn, đường thẳng này là có hệ số góc nha, có hệ số góc. Một đường thẳng bất kỳ thì có thể là không có hệ số góc cũng được, nhưng mà riêng lớp 11 mình giới hạn chương trình cả lớp 12 cũng vậy thôi, thì mình chỉ làm việc với tiếp tuyến mà nó có hệ số góc. Ok, hệ số góc hiểu thế không nhỉ? Đã. Thì mình quan tâm là cái đường thẳng này ấy, hình dạng nó là như thế nào, hình dạng nó như thế nào. Thì buổi hôm nay mình sẽ học được hết những bài tập cơ bản của nó. Học hết các bài tập cơ bản. Tập sau mình sẽ nghiên cứu sâu hơn. Đó. Thì về mặt công thức. Công thức. Hình ảnh nhá, tức là tiếp xúc ạ. Bất kỳ tiếp xúc thì mình gọi là tiếp tuyến. Nhà công thức. Thì cho Y bằng Fx. Cho Y bằng Fx. Có đồ thị là C, đồ thị kêu là chữ C, đường cong á, đường cong thì kêu là chữ C thì nhỉ. Rồi điểm cái M, điểm M không thì gọi là x không y không thuộc C. Tức là gì, tức là mình phải hiểu là gì, tức là một điểm mà thuộc đồ thị, tức là mình có y không đúng không, y không bằng fx không đó. Thì khi đó nếu mình gọi delta là cái tiếp tuyến của C tại M0, nhớ nhớ từ tại đúng không, thì khi đó phương trình delta, công thức nhớ thầy nó sẽ bằng là f phẩy x0 nhân x chữ x không cộng với cả y không. Ok, đây là công thức, các bạn đóng khung thầy cũng nhìn vào. Ở đây trong đó f phẩy x không, tức là đạo hàm mà x không á, thì ở đây cái mình đặt nhé, là cái f phẩy cái k
cái k nó là f phẩy không, cái này gọi là hệ số không, số không, nhớ nhá, k là f phẩy x không thì nó là hệ số góc. Ok, và y không ở đây, y không ở đây nó chính là f không. Rồi, đấy là về mặt công thức là như vậy nhé. Nắm qua về công thức. Được chưa? Về công thức nó là như vậy. Thì bây giờ mình có một cái nhận xét nhỏ như sau, nhận xét mình bám vào nhận xét này để mình làm bài nhá. Mục tiêu là cần xác định những cái gì. Bây giờ theo mấy đứa muốn viết phương trình tiếp tuyến thì mình cần xác định mấy yếu tố. Nào, theo mấy đứa quan sát công thức thì mình cần xác định mấy yếu tố, mấy nhỉ? Từ cái gì đây? Nào, câu hỏi của thầy là muốn viết phương trình tiếp tuyến thì cần xác định mấy yếu tố? Nhìn vào công thức này, tức là mình có cần mấy cái cần tìm? Ừ, hai là chưa đủ đâu. Thực chất là ba, nhận xét là muốn muốn có tiếp tuyến thì sao, thì cần ba yếu tố. Nhớ ba yếu tố nhé. Cụ thể ba yếu tố đây là gì? Thật ra các yếu tố quan trọng với nhau, x0 là một yếu tố, thứ hai là y0 bằng fx0, được chưa, và yếu tố thứ ba là cái k là f phẩy y0. Đấy, luôn nhớ trong đầu là phải có ba yếu tố này. Ok, thực chất thì ba yếu tố này của mình nó liên quan tới nhau đấy. Thì ba yếu tố nhớ nhá, và ba yếu tố này nó phụ thuộc vào đâu? Cả ba yếu tố này nó sẽ phụ thuộc vào đâu nhỉ? Nó phụ thuộc vào đố các bạn biết ba yếu tố này nó đều phụ thuộc vào cái gì? Quan sát ba yếu tố này đều phụ thuộc vào cái gì? Cái gì nhỉ? Ok, đúng rồi. Cả ba yếu tố này mình đều phụ thuộc vào x. x0. Hiểu chưa? Tức là có x0 là có tất cả, không có x0 là không có gì. Ok. Nhớ nhá. Thì buổi hôm nay mình sẽ có ba cái dạng toán chính, ba dạng toán chính để mình biết rõ hơn. Đó là công thức nha, nó sẽ bằng là f phẩy x0 này nhân x chia x0 cộng y0. Rồi, thì đầu tiên dạng dễ nhất, dạng một là dạng dễ nhất. Hôm nay là mình học cơ bản thôi, buổi sau mình sẽ học nâng cao hơn, hiểu chưa? Để sao nâng cao hơn. Dạng 1 là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại, nhớ từ tại điểm, tại điểm một đồ thị.
Viết phương trình tích tuyến của đồ thị. Tại điểm của đồ thị. Được chưa? Ok, chúng mày sao vào muộn thế, để có gì thầy ảnh sau vậy. Hôm nay học cơ bản rồi nhé, buổi sau mình sẽ nâng cao hơn, mình sẽ đi sâu vào thực tiễn hơn. Đoạn đầu tiên thầy sẽ, đây, cáp đi. Mới ra chưa check kịp cáp thầy màn hình vào. Ok chưa ạ? Rồi, thì các bài toán của nó sẽ là bài toán thường nhé, bài toán đề đề của bài toán là thông thường sẽ cho cái y bằng fx đấy. Cái này tường minh này, cụ thể đồ thị ở C được chưa, một cái điểm M tọa x0 y0 thuộc C đấy. Ok, nhớ thuộc C thì tức là mình có y0 sẽ bằng gì, y0 chú ý cho thầy, y0 bằng fx0. Vậy mục tiêu cái này á, mình chỉ cần tìm đi thôi, mình chỉ cần là tìm tìm k nữa là xong. Ok, nhớ yếu tố nhá, là phải có ba yếu tố không? Vậy bài toán tại điểm, gạch chân từ tại điểm vào cho thầy, từ tại vào thì nó sẽ cho mình sẵn hai yếu tố rồi, x0 và y0. Vậy mình chỉ cần tìm k thôi, mk bằng gì, k bằng f(x0) là xong. Rất là dễ nhá. Thế là ví dụ 1. Để cho cái y bằng x bình trừ 2x cộng 3 đồng vị ở C. Rồi câu hỏi viết phương trình tiếp tuyến của C tại điểm có cái hoành độ bằng 1. Ok, tại điểm có hoành độ bằng 1. Nào, nó sẽ là mẫu một bài, các bạn làm bài sau tương tự. Hoành độ tức là gì, tức là x0 ở đây mình có nhá, nào ở đây mình có những yếu tố gì, mình có đầu tiên là x0 bằng mấy, đề bài cho x0 bằng mấy nha, x0 bằng bằng 1, hoành độ bằng 1 mà. Vậy mình có y0 bằng bao nhiêu, y0 thay vào đây, thay 1 vào đây nó sẽ là 1 bình trừ 2 nhân 1 cộng 3, kết quả bằng 2. Ok không nhỉ? Nào, mình có y phẩy bằng bao nhiêu? Y phẩy bằng 2x trừ 2. Vậy mình có y phẩy tại 1 bằng bao nhiêu nhỉ? Là cái k đấy, cái k bằng y phẩy tại 1 bằng bao nhiêu? Bằng 0. Vậy khi đó suy ra ngay là tiếp tuyến có dạng là gì? Y bằng k này nhân x chứ không, viết lại công thức cho nhớ nha, cộng y không thay số vào bằng 0 nhân x trừ 1 cộng 2, kết quả bằng 2. Hiểu chứ, dễ không? Ví dụ 1, hiểu chưa? Toàn ok không Toàn? Có Ngân. có Ngọc Linh ok chứ?
Ok. Rồi. Đơn giản chưa? Rồi, ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2. Áp dụng nhanh như thế nào? Để cho hai câu tương tự cho quen đi. Quen công thức đã. Bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2. Nào viết. Viết tuyến nhớ từ tại nhé. Của C. Tại, nhớ từ tại. Tại điểm có hoành độ x bằng trừ 1. Hoành độ bằng trừ 1, x không bằng trừ 1. Nào, chat cho thấy biết kết quả là bao nhiêu? 1 phút. Ok. Xác định đúng các yếu tố nha. Ba yếu tố trong đầu bao giờ cũng phải vậy. Phải có ba yếu tố. Tâm nào cùng làm với thầy nào. Mình có x không bằng trừ 1. Y không là bao Trừ nhiêu? y không bằng trừ 1 mũ 3 trừ 3 nhân trừ 1 bình cộng 2 Ừ, bằng bao nhiêu? bằng trừ 2 ạ. Bằng trừ 2. Ok, mình có tính gì nhỉ? Y phải bằng Phải 3x bằng bình trừ 6x ạ. trừ 6x. Vậy mình có k bằng bao nhiêu? K bằng 9 ạ. F phẩy tại trừ 1 đúng không? Bằng 9. Ok. Vậy suy ra ngay. Tiếp tuyến là gì? Tiếp tuyến y bằng 9 nhân này, kx chữ x cộng 9 x trừ mấy nhỉ? x trừ 1 Trừ đi trừ 1 tức là x cộng 1. x Hiểu, hiểu chứ? còn Rồi, cộng y trừ không là bao 2 nhiêu? trừ trừ 2 Trừ 2. Kết quả giúp họ cho là 9x. Ok, để cha xem lại xem nào mà tính sai nào rồi, con bé này. Vấn đề gì bạn này không nhỉ? Phát triển không thể đạo hàng, xin mày đấy trả. Chốt lại là cần ba yếu tố là x0, y0 và cái k là f phẩy x0 phải có đạo hàm. Vũ ok cho Vũ. Trần Trang ok bài này không? Có. Rồi, bây giờ ví dụ 3 nhé. Nhớ tức là nó chỉ xoay quanh những cái mình đang làm thôi. Ví dụ 3. Rồi, bây giờ cho y bằng fx bằng x bình trừ 3x cộng 1. Rồi, câu hỏi thầy là viết phương trình tiếp tuyến gọi là đồ thị C đi của C tại điểm, nhớ là tự tại điểm nhá, có tung độ bằng 5.
Mình hiểu là tung độ là gì, tức là bài này người ta cho cái gì, thông thường ba cái nó sẽ liên quan đến nhau, có một cái sẽ tìm được ba cái còn lại, kiểu như vậy. Nhìn xem là bài này người ta cho cái gì. Nào, quan sát. Nhìn nhá, bài này nó bảo là tung độ. Tung độ đúng không? Tung độ tức là người ta cho y không. Ok. Mà mình giải nhá, mình giải này. Mình giải, tức là mình có đầu tiên này. Mình có y không bằng 5, chuẩn chưa? Hai chữ lương là gì nhỉ? Y không là f của x không bằng 5. F không là gì hả mấy đứa? F không là gì, sẽ là x không bình trừ 3x không cộng 1 bằng 5. Chuẩn chưa? Giải phương trình, tức là mình có x không bình trừ 3x không trừ 4 bằng 0. Hai tương đương ngay cho thầy, tức là mình có x không, x không bằng trừ 1 và x không bằng 4. À, y không là chung rồi, x không bằng trừ một, vậy k là bao nhiêu? Tính đạo hàm cho thầy nào. Đạo hàm mình có y phẩy, tính nhanh ở đây nhá, tính nhanh ở đây nào. Mình có y phẩy, y phẩy tính nhanh nhá, sẽ là 2x trừ 3. Thầy làm tắt một chút nhá, 2x trừ 3, vậy mình có k bằng bao nhiêu? K bằng f phẩy tại trừ 1, thay vào đây sẽ là trừ 5. Còn cái dưới k là bao nhiêu? Là f phẩy của 4, thay vào đây cũng là 5. Vậy cái đầu mình có tiếp tuyến là gì? Sẽ là y sẽ bằng là trừ 5 nhân x cộng 1 cộng 5, kết quả bằng trừ 5x. Hoặc cái dưới tiếp tuyến sẽ là gì? 4 và 5, k là 5 nhân x trừ 4 cộng y không. Cộng y không tức là cộng mấy nhỉ? Cộng 5. Nên là y không là 5 mà. Bằng bao nhiêu? 5x cộng 15. Hai tiếp trời ơi, cái cha đã chính sai rồi. Con bé này. Xem lại sai thế nào đi. Hai tiếp nhớ là ba cái này của mình ý, nó có quan hệ với nhau. Tức là có một cái thì mình sẽ đi tìm bằng như vậy, bao giờ cũng thế. Hồng Anh mày nghe hiểu chứ? Hiểu á. Ok, đây là các bài toán tiếp tuyến tại điểm các bạn. Nghe này có hiểu không? Tất nhiên là buổi hôm nay chỉ là những bài toán cơ bản thôi để cho mình quen tay. Ok chưa nhỉ? Đấy. Tiếp tuyến tại điểm. Quá dễ. Đúng không? Rồi, bây giờ nhá, mình tiếp theo là ở đây là trừ 15. Còn ai chưa hiểu các bài toán này không? Trường Sơn ok chứ? Có Phương Anh ok không?
Nào, ví dụ nữa cũng dễ thôi nhưng mà nhiều bạn bị lúng túng cái này. Nhiều bạn gặp cái này các bạn cứ tưởng bị xoắn xoắn mà dù nó rất là dễ. Thế cho cái y bằng x cộng 1 nhân cho x trừ 2. Rồi câu hỏi của thầy là câu chị là C. Viết phương trình tiếp tuyến của C tại giao điểm với OI. Đấy, nhiều bạn gặp bài này xoắn xoắn không biết là giao điểm của gì. Các bạn giao điểm với và các bạn chắc sẽ biết OI đường thẳng của nó có dạng là gì. OI đường thẳng của nó sẽ có dạng là gì? Chắc thấy biết được. OI dạng là gì? OK thôi, các bạn khác còn nhớ không? OI giao điểm là gì? Nào bây giờ mình sẽ trình bày như sau, gặp bài này nhá, mình sẽ trình bày mẫu như sau thôi. Thầy gọi A bằng OI giao với C đúng không, thì suy ra ngay hệ phương trình là gì. OI là x bằng 0, nhớ nhá, OI x bằng 0, còn cái dưới y bằng gì, y bằng 2x cộng 1 trên cho x trừ 2. Rồi thì suy ra ngay mình có x bằng 0 thay vào đây, x bằng 0 y trừ 1 phần 2, được chưa. Vậy điểm A của mình có bao nhiêu? 0 và 1 phần 2. À, tức là dịch đề. Dịch đề là gì? Viết phương trình tiếp tuyến của C tại A. Tại A thôi. Hiểu vấn đề không nhỉ? Ngon chưa? Nào bây giờ mình có nhé. Gọi delta đó là tiếp tuyến của C tại A thì mình có này, x không có rồi, đây x không, đây đây x không tại điểm mà đây sẽ là y y không. Ok, thế bây giờ mình có này, mình có y phẩy là bao nhiêu, y phẩy sẽ là chéo xuống trừ chéo lên sẽ là trừ 5 trên x trừ 2 tất cả bình, còn nhớ không, chéo xuống trừ chéo lên. Rồi vậy xin k k xong f phẩy tại không, chuẩn chưa, f phải tại không thay vào cho thầy sẽ bằng trừ 5 phần 4. Và khi đó delta là gì? Y bằng trừ 5 phần 4 nhân x trừ 0 cộng với y không, tức là cộng với cả trừ 1 phần 2. Rút gọn cho thầy sẽ là trừ 5 phần 4 x trừ 1 phần 2. Ok. Đó là các bài toán về tiếp tiếp tuyến. Làm rõ chưa? Nhiều mặc dù nó dễ thôi nhưng nhiều bạn kiểu gặp gặp tại đâu á, tại đâu các bạn kiểu bị lấn cấn nhé, dùng túng. Mặc dù bài nó rất là dễ thôi nhưng mà kiểu một phần là không nhớ hay là cái kiểu đọc cái đề thấy nó phức tạp là loại bỏ, không nên, đấy là không nên. Đó. Ô, mic rè á? Mấy đứa nghe rõ thầy nói không? Có bị rè không? Sao nào cái link kia mic thầy có vấn đề nhỉ? Trời. Mấy đứa nghe vẫn ok chứ? Có tiếng gì á? Chứ có một bài đánh rắm thì có ấy, tiếng gì đổi mic của thầy. Ơ, tiếng bé nghe rõ hơn trường học. Cái mic của thầy nó cứ dề dề, nó cứ kiểu sột soạt đi thầy. À biết vì Sợ sao không, không bài đánh rắm đấy hiểu chưa. vãi thầy. Ok. Văn Minh ok bài này không? Văn Minh Có. rồi thì Dương ổn chứ.
phải dí mic vào mồm này để cho nó to hơn này. Thì chắc là cái hơi thở của người đàn ông mà thấy này nhỉ, thông cảm, nó không trong như mọi thanh niên được. Ok, rồi sang dạng số 2. Dạng số 2 là viết phương trình tiếp tuyến của C khi biết trước. Trời ơi, biết trước hệ số góc. Ok, biết trước hệ số góc. Vậy những mày này mình quẩy của gì? Hệ số góc. Nhớ nhá, nhớ ở đây này, chú thích luôn, viết như thầy đang viết hệ số góc. Tức là cái này này, cái này nó là bằng gì? Nó bằng là cái K không? MK nó là F phải X không? Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì cái tức là mục tiêu ấy, bài này nhớ ba yếu tố còn xác định là gì? Ba yếu tố của mình là x0, y0 và k, tức là dạng hai của thầy ấy, là thầy sẽ biết trước k, mk nó là cái gì? K là f phải x0 đúng không? Vậy mình sẽ giải phương trình thôi. Mình giải x0, tức là ba cái này của thầy nó đều phụ thuộc x0, có x0 là có tất cả. Không có x0 là không có gì. Đấy, mục tiêu mình tìm x0 thôi. Bài này cho k thì mình sẽ giải x0 ngược lại như vậy. Ok, là không vấn đề gì nhá. Thì ở đây cái phương pháp làm là mình có cái nó cho trước k đúng không? Cho k thì mình nhớ k của thầy bằng gì? Bằng f phẩy x0. Thì từ đây mình giải x0. Có x0 mình giải y0. Ok. Nếu có vấn đề ở đây đặt ra là gì? Một câu hỏi tự nhiên thôi. Nếu mà nó cho x0 luôn rồi, à nó cho k sẵn rồi thì câu chuyện chấm hết, nó không có gì để nói cả. Đúng không? Nhưng mà nếu nếu nhé, nếu trong cái trường hợp mà nó không cho k đúng không? Mình phải tìm k của gì? Thì bây giờ một cái số chú ý, mục tiêu mình phải tìm k. Thì bây giờ chú ý ở đây nhé, chú ý. Chú ý để mình tìm k thôi. Chú ý ở đây là gì? Nào, nếu delta 1 song song với delta 2 thì suy ra ngay k1 bằng k2. Ok, nhớ cái này đầu tiên này. Có ấn tượng gì không? Cái số 2 là delta 1 vuông với delta 2 thì k1 nhân k2 bằng trừ 1. Ở đây nó là hệ số góc đó. Hiểu chưa? Và chú ý thứ ba là nếu delta 1, cái này cái khó nhất này, cái này cái khó. Delta 2 tạo với nhau một góc là alpha thì suy ra tan alpha. Nhớ tan alpha nhá. Công thức sẽ bằng trị của k1 trừ k2 chia cho 1 cộng k1 k2. Cái này cái cần nhớ. Các bạn nhớ như kiểu tan của A trừ B ấy, nó ná như vậy. Nó ná như kiểu cái tan của A trừ B ấy. Đấy. Thì nói trắng ra trên trường mình nếu có thi thì nó chỉ thi vào cái trường 1, trường 2 thôi. Cái trường hợp tạo góc bất kỳ, đó là trường khó, nó khó thật. Nói chung là trường hợp khó thì mình ít thi. Được chưa mày được?
Rồi bây giờ để cho ví dụ nhá, dễ hiểu ngay thôi. Ví dụ số 5. Mày hỏi khó quá Nam ạ, thì cái này không trả lời được. Nào, cho cái y bằng x bình cộng 2x trừ 1, có điều gì là c đi. Rồi câu hỏi dễ đầu tiên nhá, viết phương trình tiếp tuyến của c, biết tiếp tuyến có cái hệ số góc bằng 2, giả dụ vậy, à bằng trừ 2, giả dụ vậy. Thế giả sử thế thì ok, các bạn nghe này, trình bày quan sát thì trình bày một câu nhé, không lên lớp của mình bắt bài trình bày mệt người ra. Đầu tiên câu cửa miệng, câu mở bài đấy là gọi đấy, gọi delta là tiếp tuyến của C tại điểm M tọa độ là x0, y0. Vậy khi đó delta có dạng là y bằng f phẩy x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Ok, đây là câu mở bài nhé, mở bài mặc định là như vậy đối với mọi bài toán tiếp tuyến, mở bài như thế. Thì bây giờ người ta cho này, đầu tiên nhá, mình phải tính đạo hàm đã đúng không, mình có y phẩy bằng gì, y phẩy sẽ là 2x cộng 2. Rồi bây giờ có những cái gì nhỉ, có cái k bằng mấy nhỉ, k bằng trừ 2, tương đương ngay là f phẩy x0 bằng trừ 2, tương đương gì ở mấy đứa, tương đương gì, tương đương là f phẩy x0 bằng trừ 2 này mình thay vào thôi, thay vào tức là mình có là 2x0 cộng 2 đúng không, thay vào đây này bằng trừ 2, tức là mình có x0, x0 bằng trừ 2, x0 bằng trừ 2 thì kéo theo y0 bằng bao nhiêu, y0 tức là f của trừ 2 không, thay vào đây, thay vào f này này, đây là y này, đấy, y0 đây, thay trừ 2 vào đây, vậy mình sẽ ra kết quả bao nhiêu, ra trừ 1. Hiểu chứ? Vậy khi đó mình có delta là gì? Là y bằng trừ 2 nhân x trừ x0 thì x cộng 2 trừ 1. Kết quả bằng trừ 2x. Hiểu chưa? Trừ 5. Đọc trừ 5 đi cộng 5 đùa. Nghe nắm được không? Tiếp tuyến có hệ số góc cho trước. Ok ra chưa? Nào, để lại một chút thời gian cho các bạn xem nhé. Có bạn hiểu bạn chưa? Ngắm một tí đi. Cái đoạn nào mà chưa hiểu thì hỏi thầy luôn. Ngọc Linh, ok Ngọc Linh. Đây là cái bài dễ nhất nhá, mục tiêu của mình ý
là mình đều phải tìm được k, vì biết k bao nhiêu thì mình mới giải x không được. Nhưng quan trọng là tìm k kiểu gì. Thì ở đây thầy cho một số chú ý rồi, thế nhận xét nhá, nhận xét để các bạn làm nhanh. Quan trọng là nhìn vào đường thẳng á, nhìn vào một đường thẳng mình biết đâu là cái k, đâu là không là cái k, được chưa? Thì có nhận xét, nhận xét là nếu đường thẳng có dạng y, nhớ nhá, y delta mà có dạng y bằng a nhân x, a nhân x cộng b, được chưa? Thì suy ra ngay cái hệ cái k sẽ bằng a. Nhớ nhá, nhớ nhá. Nào, mình sẽ làm nhanh một số ví dụ ở đây để cho bạn nắm được. Có bài ca tìm dễ, có bài ca tìm khó. Nào, ví dụ nhá. Ví dụ cái này chẳng hạn, chat thầy nhanh cho thầy. Y bằng trừ 2x cộng 3 thì k bằng bao nhiêu? Chat nhanh. K là bao nhiêu? Thằng Nam sai rồi. Chu chu cái đầu mày ấy. Ok, k là trừ 2. Thế bây giờ cái này thì sao? 2x cộng y trừ 1 bằng 0 thì k bao nhiêu? Hai cộng y trừ một bằng không thì k bao nhiêu? Bạn này nhớ đấy, tìm k sai đấy, mà chỉ có dễ thôi. Ok. Nhớ nhá. Mình phải có dạng y bằng a nhân x cộng b. Nhớ là y bằng a nhân x cộng b, tức là mình phải chuyển sang mình có y bằng gì? Y bằng trừ 2x cộng 1 đúng không? Vậy mình có k bằng trừ trừ 2 rồi. Thế thằng này, thằng tiếp theo y trừ 1 bằng 0. K bằng mấy? Trừ 1 bằng 0 thì càng này. Ok, k bằng 0 tốt. Và cuối cùng cái x trừ 2 bằng 0 càng mấy? X trừ 2 bằng 0 càng mấy? X trừ 2 bằng 0. Lớp chưa đúng. Đấy, con này nhìn k sai này. Con này cao bao nhiêu? Đó. Bao nhiêu? Hết rồi à? Nam chưa đúng. Bài này k thế nào nhỉ? Nhớ bài này là cái này nhá. X trừ 2 bằng 0 thì cái này là không có k. Ok. Nhớ không có k. Bài này không có hệ số góc. Vì sao? Về thử suy nghĩ xem vì sao không có k. Rồi, đấy là những nhận xét cơ bản để mình tìm ra hệ số góc nha. Không nhiều bạn nhiều lúc bạn tìm bị sai á. Nào ví dụ 6 nào. Ví dụ 6. Thầy cho cái y x bình cộng 3x trừ 2 rồi. Rồi thì là C đi, viết tiếp tuyến của C. Biết tiếp tuyến có một à, nó song song với cái delta y bằng trừ 3x cộng 1 thì số 2 là vuông góc với cả cái delta 1 y bằng 1 phần 6x trừ 2. Ok.
Đấy, thế cho hai câu cơ bản để mình nắm được các dạng toán về tiếp tuyến. Nào, cái câu cửa miệng bao giờ cũng vậy rồi, mình vẫn gọi gì thôi, gọi D là chiếc tuyến trình bày hỏi nhá của C tại điểm M0 tọa độ x0 y0, có dùng chung cho hai câu. Mình suy ra ngay cái D có dạng là gì, y bằng f phẩy x0 nhân x chứ x0 cộng y0. Ok, và mình có y phẩy sẽ là 2x bình và 2x cộng 3. Rồi câu 1 nào, câu 1 các bạn tự làm một chút đi xem nào, chắc thành kết quả là bao nhiêu, một phút nữa thầy chưa câu 1 chắc thầy biết kết quả là bao nhiêu. Rồi. Nào, ở câu 1 nhá, mình sẽ viết như sau. À, mình có cái K, mình có gì nhỉ, mình có D song song với delta. Vậy xem mình có KD bằng K delta bằng bao nhiêu, bằng trừ 3. Hay tương đương gì nhỉ mấy đứa nhỉ, tương đương gì là F phẩy x0 bằng trừ 3. F phẩy x0 là gì, 2x0 cộng 3 bằng trừ 3, tức là mình có x0 bằng trừ 3. X0 bằng trừ 3, vậy y0 bao nhiêu? Thay vào đây, thay trừ 3 vào, vậy sẽ là trừ 2. Vậy khi đó, mình có cái D cái dạng là gì? K, x0, y0 có đủ rồi. Thay vào đây sẽ là trừ 3 này, nhân x cộng 3, trừ 2. Kết quả sẽ bằng là trừ 3x, trừ 11. Ok, cái này thỏa mãn. Đố biết vì sao gì thỏa mãn? Vì sao thì cứ thỏa mãn nhỉ? Cẩn thận đấy, không phải bài nào cũng thỏa mãn đâu, nhưng vì sao này mình thỏa mãn? Đúng rồi, chào ok. Vì sao thỏa mãn này? Vì cái này này, vì cái trừ 1 đúng không? Khác cái 1 của delta. Nếu mà cái này này nó bằng dương 1 thì phải loại ngay, vì nó chính là delta rồi, mà yêu cầu là song song chứ không phải trùng. Hiểu chưa? Nên là thỏa mãn như vậy. Tâm thì phải làm như tâm. Ok chứ? Ok ạ. Tú Anh, ok cái làm không? Ạ. Phương Ly. Có ạ. Rồi, thế làm thấy câu số 2 nào, chắc thấy kết quả lên. Câu số 2 ra bao nhiêu?
Ôi, sao trả số số thế? Số 3 đẹp mà cu. Sao mày đưa số xấu thế nhỉ? Mày nhớ bài này số đẹp mà. Nào thì cùng chưa nhá. Nào mày lại có này. Có D vuông với cả delta 1. Tức là mình có KD nhân với cả K delta 1 bằng trừ 1 đúng không? À bây giờ nhá, KD để nguyên này. K delta 1 là bao nhiêu? Delta 1 là 1 phần 6 bằng trừ 1. Tức mình có KD. KD bằng trừ 6. Chuẩn chưa? Hay tức là mình có là 2x0 cộng 3 bằng trừ 6. Chuẩn chưa? Tức là x0 bao nhiêu? X0 bằng trừ 3 phần 2. À, trừ 9 phần 2 mới đúng. Trừ 9 phần 2. Trừ 9 phần 2. X0 bằng trừ 9 phần 2 là x0 bao nhiêu? Thay vào đây. Ừ, số lẻ thế nhỉ? Lẻ thế nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Trừ 9 phần 2 y không bao nhiêu? 81 phần 4 trừ đi 27 phần 2 bao nhiêu vậy đấy nha? Sao giúp thầy phát mà cái sân số em nhầm to á. Y không là bao nhiêu đây? Y là 19 phần 4, ok, cảm ơn Thảo. Rồi, vậy khi đó mình có cái D sẽ dạng là gì? Y sẽ bằng là trừ 6 nhân với cả x trừ x0 x cộng 9 phần 2 cộng với cả 19 phần 4. Kết quả sẽ bằng là trừ 6x. Trừ 6x. Rút gọn cho thầy sẽ là trừ 89 phần 4. Ok. Đấy là các bài toán trước tuyến khi biết hết số góc. Phải cho mức cơ bản. Hiểu chưa mày thanh niên? Mày đâu ok chứ? Rồi, các bài toán song song này các bạn ổn chưa? Có hiểu không nhỉ? Thầy chưa có bài tập trắc nghiệm ở đây thì cho mình luyện tập được. Như về cơ bản cái này đã đủ ok chưa? Ánh Dương ok chưa Ánh Dương? Em có. Rồi. Nhớ các bạn làm song song nhé. Mình làm thêm một câu nữa cho quen tay đi. Không nhiều bạn cứ lúng túng. Rồi, ví dụ. Ví dụ số 7. Minh Phương ok dạng này không? Đi C. Viết phương trình tiếp tuyến của C cũng có, nghe cũng có loang toang nhỉ. Biết câu 1 là tiếp tuyến song song với delta, y bằng trừ 5x cộng 2. Câu số 2 là tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Ok. Tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Rồi thì cho hai ý đồ tương tự. Nào, một chút thời gian để cho 2 phút các bạn tự viết cho thầy ý đồ tiếp tuyến là bao nhiêu.
Gì nè, chắc thầy biết tiếp tục là bao nhiêu. Vẫn là cái câu mở bài nhá, thầy viết câu mở bài sẵn cho mình luôn. Rồi, câu hỏi bài. Chắc sẽ lên nhá, là bao nhiêu? Nào, một đứa cũng làm thầy đi, văn minh nào. Có một. Văn minh. Dạ. Rồi, cô làm thầy có một này. Mình có D song song với delta, vậy xin k bao nhiêu? K Đấy, song song tức là hai k này với nhau nhỉ? K bằng k delta đấy, bằng bao nhiêu? bằng Wow, chưa hiểu cái ví dụ này à? bằng 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 ba bằng ba bằng ba 3. Y bằng AX cộng B thì K sẽ là A. Em hiểu nó ví dụ cái trò ở đây không? Đấy thì ở đây K bằng mấy? bằng ba Số mấy đấy? Đây số 3 à? à chiều năm Mình nhìn 3 ở đâu đấy? em nhà mình gửi. Trừ 5. Nào tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Là F phẩy của đây x0 bằng trừ 5. F phẩy x0 bằng gì? Đây F phẩy đây, y phẩy đây thì F phẩy x0 hay là gì nhỉ? âm bậc hay chủ năm vào Không phải thay trừ 5 vào, mày nghe mày không hiểu à? Mấy bài trên mày nghe mày hiểu không? Hả Minh? Mày học như kiểu không tập trung ấy nhỉ? Mày trên mày hiểu không đấy? chưa chưa hiểu lắm
Thế thì mày phải nói ngay từ đầu chứ, để càng để càng nó còn trôi đi sao? K là f phẩy không, mà nhìn này, f phẩy không tức là gì? Y y phẩy ở đây đúng không? Thì f phẩy y không tức là gì? Tức là chỗ nào có x mình thêm x không vào, mày hiểu chưa? Tức là gì? ba ba x không bình trừ 6 x không trừ Trừ 2 2 bằng, bằng 5 bằng vừa bằng trừ 5. tức là rút gọn là thầy 3x0 bình trừ 6x0 cộng 3, vậy là x0 bao nhiêu? Bằng x x không Bấm máy trừ tính. trừ Ta hành tinh. Học tập trung vào, đừng nghĩ là mình xem lại video được, là mình không học. Ngồi nghe nghiêm túc vào. Ngon nhau. bằng x x bằng một x X0 à? không bằng một Vậy y không là bao nhiêu? Biết thay vào đâu không? thay Vào đâu? thay vào cái chỗ ba ba x không tức là bình trừ 6 x không trừ 2. Xin mày đây. X0 thì y0 bằng gì? Y0 sẽ là f tại mấy? F tại 1, mình thay vào trên này này. Giờ có x0 rồi, tính y0 kiểu gì không biết. Mày nhưng mà lâu rồi mà chẳng nghe cái gì nữa. Đúng rồi, mày không nghe gì không? Mày không nghe giảng đúng không? Có đầu tôi có nghe Có nghe giờ cho x không rồi, y không là gì, không biết tính là sao. F x không và thay vào cái y ban đầu này, mày thay vào đây để ra trừ 5 mà. Nói cái k là gì nữa, thay vào bao nhiêu? thay vào một một mũ ba trừ Đó là trừ 3. Học hành không chú ý một cái gì. Đùa. Vậy D có dạng là gì? Y bằng gì? Công thức đọc lên. y bằng K đây, X0 đây, Y0 đây. Lắp vào. Học cái này lớp 12 mà thi làm sao rồi. Công thức là gì hả em? Đây, f phẩy x0 nhân x chứ x0 cộng y0. F phẩy x0 là mấy? phẩy không là Trời ơi, lại hồn. F phẩy x0 là bao nhiêu? Đề bài cho đây, mày vừa làm cái gì đây? một Một cái đầu mày ý, nó là cái k đấy, hệ số góc đấy. F phẩy không này này, nó là cái hệ số góc. Hệ số góc là bao nhiêu? số góc là Là cái ký hiệu là gì? Có nhớ ký hiệu nó không? k Là bao nhiêu đây? là trừ năm Học hành không chủ đề một cái gì luôn. Nhân cái gì? X trừ mấy? x trừ một Gì nữa? trừ ba. Mày làm sao mày không học hẳn hoi để cho mày ra ngoài với nhà mình nhá. Ngồi không nghe một cái gì. Bảo sao học không hiểu, có nghe đâu mà hiểu. Giờ đến ví dụ thứ 7 rồi, ví dụ 7 rồi, liệt lắp số vào thôi, ngắc ngác ngữ. Có đủ 3 yếu tố rồi, chỉ muốn lắp số vào thôi cũng không lắp ra hồn được. Nghe nghiêm túc vào. Câu số 2. Tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Câu này có ai có ý tưởng gì không? Mục tiêu chính của mình là vẫn phải tìm được x0. Có x0 là có tất cả. Mục tiêu chính là thế.
Dùng bảng biến thiên đúng không ạ? Nói thử xem nào. Em có cái f'x0 là 3x0 bình trừ 6x0 trừ 2, xong dùng xong tính cái mà trừ b trên 2a với Bảng biến cái thiên parabol. rồi thay vào xong bảng biến thiên thì min k sẽ bằng min của cái f'x0 đấy thì nó sẽ ra là trừ 5 nha. Ừ, ok, tốt, tốt. Đúng rồi. Ở đây nhá, mình có này. Nghe. Mình không biết gì đúng không? Nó bảo là tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Ok, thì mình có K này. Thực chất mình nghĩ tổng quát ra K nó chính là F'X0 không? Hiểu cái này chứ? K là F'X0. Nó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ là 3X0 bình trừ 6x0 trừ 2. Hiểu chứ? Bây giờ nhá, người ta hỏi là k min, k min tức là mình phải tìm min cái này đúng không? Min cái này dễ chưa? Nó chính là cái hàm số bậc 2. Các bạn nhớ không? Parabol ấy, parabol đỉnh là trừ 3 trên 2 ấy, thì mình có cái bảng biến thiên nhanh ở đây. Tức là mình có x này, fx này, x0 này, fx0 này, đúng chưa? Nào, ở đây đỉnh là bao nhiêu? Đỉnh là trừ b trên 2a nhá. Đỉnh là trừ b trên 2a, vậy đỉnh là 2. À, đỉnh là 1, sau đỉnh là 1. A dương bắt ngửa, còn nhớ câu ý không? A dương bắt ngửa. Đấy, vậy nhìn thấy ngay k min là mấy? Tại 1, nó là trừ 5. Vậy mình có ngay k min bằng trừ 5 khi x không bao nhiêu? X không bằng 1. X không bằng 1 thì y không bằng bao nhiêu? Y không bằng F1 bằng trừ 3. Vậy tiếp tuyến y bằng trừ 5 nhân x trừ 1 trừ 3, giống hết cái trên. Hiểu. Hỏi Camin. Nghe hiểu không? Nào thì cho 1 phút các bạn xem lại. Ngân nghe hiểu này chứ? Có Hồng Anh với Trang hay thấy hiểu không? hiểu ạ. Bài này tức là nhớ lại cái đỉnh đỉnh là trừ b trên 2a đấy. Tùy tùy vào bài toán, có người ta hỏi bài k mắc, có người ta hỏi k min thì mình cũng làm như thế thôi. Ok, lợi ok chứ lợi. Thùy Dương ok không? Rồi, một bài tương tự nhé, để cho hỏi. Tùy bài toán, có bài người ta hỏi k min, có bài người ta hỏi k max, thì nói chung là cách làm sẽ là như vậy. Mình không biết gì thì mình gọi tổng quát nó ra xem là dạng như thế nào. Ví dụ 8 nào. Trừ 1 phần 3, 3. Trừ đi x bình cộng 3x trừ 1. Rồi, đồ thị ở C. Viết phương trình tiếp tuyến của C, viết tiếp tuyến có cái hệ số góc lớn nhất. Viết tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất. Nào, quẩy thử cái tay coi xem nào. Là thử xem nó ra không. Chat thầy K mắc là bao nhiêu?
Ok chào. Vẫn là câu cửa miệng. Mình gọi đi. Là thức tuyến. Được chưa? Nào bây giờ ở đây mình có nhá, mình có cái k đúng không? Cái k là f phẩy x không, y phẩy là bao nhiêu nhỉ? Tính ngay y phẩy cho thầy nào. Y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy sẽ là trừ x không trừ x bình trừ 4x cộng 3 đúng không? Thì y phẩy sẽ là gì? Trừ x không bình trừ 4x không cộng 3. Cái này mình có bảng biến thiên x0 là fx0. Đúng chưa? Đây là trừ 2 đi lên rồi đi xuống. À âm mà. À âm bắt úp đi lên đi xuống. Nhớ lại một chút lớp 10 là như vậy. Đây, max mình chỉ cần tính max thôi, tại trừ 2 max nó sẽ là 7. Vậy mình có ngay k max bằng 7 khi và chỉ khi x0 bằng trừ 2. Với x0 bằng trừ 2 vậy y0 bao nhiêu? Bằng f của trừ 2. F trừ 2 thay vào giúp thầy phát ra bao nhiêu mọi người nhá. Các bạn thay giúp thầy f trừ 2 ra bao nhiêu? Số các bạn là không không được đẹp cho lắm. Trừ 3,3. Ok, vậy khi đó mình có ngay tiếp tuyến là gì? Y sẽ bằng là k mắc là 7, 7 nhân với cả x cộng 2 trừ đi 37 phần 3. Rút gọn lại sẽ là 7x 14 nhân 3 là 52, 42, 42 trừ 7 là cộng 5 phần 3. Ok. Hiểu chưa? Đó là các bài toán tiếp tuyến khi mình biết trước cái hệ số góc. Về cơ bản nó sẽ là như vậy. Từ nay về sau nhá, thầy chỉ làm cho các bạn cái k thôi. Khi có k rồi thì mình sẽ tìm được x0 và tìm y0. Nên việc tìm x0 y0 các bạn tự làm ở nhà nhé, đồng ý không? Ngọc Linh bài trên có hiểu không nhỉ? Hai ví dụ 78 có hiểu được không? Xem một tí, nếu mà chưa hiểu chỗ nào thì hỏi thầy luôn. Về làm tương tự là được. Có là phải làm được bài đấy, chứ đừng có không để đấy. Trần Trang ok chứ? Hai ví dụ. Có ạ. Tâm ok chứ? Ok. Rồi, ví dụ 9 khó một chút nha, quan trọng các bạn làm cho thầy kiểu gì. Thầy có nhận xét trước khi làm, thầy có nhận xét ở đây. Là nếu D mà tạo với OX trục hoành á, mẫu alpha thì suy ra ngay cái K, cái trị K cái hệ số góc ấy thì trị của K nhá, trị của K sẽ bằng tan alpha. Ok, trị K sẽ bằng tan alpha. Nhớ góc ra đường thẳng luôn là góc dương rồi. Luôn là góc nhọn thì là tan dương, trị K sẽ bằng tan alpha. Ok, vậy theo các bạn bài này
Sau bài này nhé, ví dụ 9. Bây giờ cho cái y 2x trừ 1 trên cho x cộng 1. Rồi. Rồi, ok, viết phương trình tiếp tuyến của C. Viết tiếp tuyến giao OX bằng A, tiếp tuyến giao OY bằng B. Đấy nhỉ? Sao cho OB bằng 3 OA. Ok. OB bằng 3 OA. Giả dụ gặp bài này thì mình sẽ quẩy như thế nào? Nào, nếu gặp bài này thì mình sẽ quẩy quẩy nó như thế nào? Nào, suy nghĩ có ý tưởng phát biểu cho thầy. Có ý tưởng thì cứ nói nhé. Thầy có biết thủ tục không? Vẽ minh họa hình ra cho thầy. Đây, mình vẽ đây. À, cắt đúng không? Tức là mình có OA bằng 3 OB. Cắt đi như này. Đây, đây là A, đây là O, X này, O, Y. Tiếp tuyến D đây. Nào, thì nhìn hình vẽ này, mục tiêu chính của mình là mình phải tìm được hệ số góc. Vậy hệ số góc sẽ tìm kiểu gì? Làm được đấy. Nào, có ý tưởng không? Tìm hệ số góc kiểu gì? À, cái D giao OX bằng A thì A sẽ có dạng là A0, còn B sẽ là 0B, thì A bằng 3B, xong rồi dùng cái tan của D, à D giao góc giữa D và OX bằng bằng alpha, thì tan của alpha sẽ là B trên A. Đúng rồi, bằng bằng 3. Thì nó sẽ là A chia 3 trên A thì là bằng 3. 3. Ừ, đúng rồi, tốt. Ý tưởng là như vậy đấy. K. Ok, thanh kim ngọc. Ở đây nhá, nghe này. D cắt OX tại A, góc giữa hai đường thẳng luôn là góc nhọn. Thầy giả sử đây là góc alpha đi. Đúng không? Thì mình sẽ, mình giả sử nhá. Mình giả sử alpha là góc giữa D và OX. Có hiểu không? Thì khi đó theo lý thuyết mình có cái k, cái trị k sẽ bằng tan alpha. Mà nhìn vẽ nghe này, nó có bốn trường hợp, có thể ở đây, có thể ở đây, ở dưới, ở trên. Thầy vẽ một trường hợp thôi. Trường hợp nào cũng vậy thì khi đó mình có tan alpha sẽ bằng gì nhỉ? Tam giác OAB vuông tại O chưa?
Đúng không? Vậy tan sẽ bằng gì? Sẽ bằng OB trên OA. Mà rõ ràng OB giả thiết bằng 3 OA vẫn sẽ bằng 3. Vì OB bằng 3 OA mà. Bây giờ nhé. Tức là mình sẽ có ngay cái K sẽ bằng 3 hoặc K sẽ bằng trừ 3. Nhưng mà đố các bạn biết trong bài toán này mình sẽ loại nhận là, suy nghĩ một chút, mình sẽ loại đi một trường hợp đấy, mình không chỉ làm cả hai trong bài toán này thôi. Theo mấy đứa loại trường hợp nào, suy nghĩ một tí là vì sao loại đi trường hợp nào? Đố biết. Ý cha là loại đi trừ 3 hả? Nhưng vì sao? Đúng là loại đi trừ 3 rồi, nhưng vì sao? Giải thích được không? Ở đây có phát hiện cái hệ số góc âm thoải mái. Hệ số góc thì âm thoải mái không quan trọng, nhưng vì sao bài này mình loại đi nhá? Vì sao? Ý thật như vậy. Hệ số góc âm thoải mái ở các bài trước này này, bài này này. Đấy, em nhìn âm không? Bài nào nhỉ? Bài trừ phần 6 này này. Trừ 5 này này, âm thoải mái. Alpha âm, sao alpha âm nhỉ? Alpha luôn là góc nhọn, không có âm được. Tan alpha luôn góc nhọn thì tan dương. Chà chà thích cái chưa chuẩn lắm. Bài này loại đi trừ 3, nhưng mà có ai giải thích được cho thầy loại đi trừ 3 không? Chà nó chưa chuẩn lắm. Làm sao đấy? Nhớ tan alpha bằng trị k nhé, thì tan alpha luôn bằng 3 rồi mà. Nè, có ai không? Dễ thôi. Mình phải quan tâm là k của mình tính kiểu gì. Đấy, k tính kiểu gì? Nhìn vào cái đấy. Ở đây K tính kiểu gì? Mình thấy ngay thôi. Là vì sao loại đi trừ 3? Làm bài toán mình phải hiểu một chút thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Ở đây cái K... Nói đi y nào. phẩy Nói đi. cái y phẩy là sẽ ra 3 trên x cộng 1 tất cả mình thì nó phải dạng ra dương ạ. Đúng rồi, ok, tốt. Đấy, nhớ nhá. Ở đây mình có này. Mình có cái y phẩy bảo hàm ngon rồi, sẽ là 3 trên x cộng 1 tất cả bình luôn dương chưa? Vậy suy ra ngay là cái k của mình bằng f phẩy x0 sẽ bằng 3 trên x0 cộng 1 tất cả bình luôn dương. Vậy suy ra ngay cái k bằng trừ 3. Hiểu chưa? Đến đây thì có k rồi, cho cái này bằng 3 thôi, giải x0. Vậy mình suy ra ngay với k bằng 3, x0 bao nhiêu? x0 bao nhiêu? Tốt. 10 điểm, 10 điểm. Thầy dạy mà trên lớp là thầy cho 10 điểm rồi đấy. Có bài mình loại k dương, có bài mình loại k âm. Những cái hàm này cẩn thận một chút. Mình phải biết là cái k này bình thường mình tính kiểu gì? Thì có phải là k bằng f phẩy x không không? Vậy muốn có k phải có f phẩy, tính f phẩy trước. Hiểu. Đấy, đoạn này nó tinh tế ở chỗ như vậy, nó lừa mình từng tí mà thôi chứ bản thân là không khó. Ok chưa mấy thanh niên? Mấy đứa ổn áp chứ? Nam ok không? Tùng Dương, ok chứ? Lưu Lan, nghe ổn không?
Có Rồi trong phiếu của thầy có những bài tương tự mình sẽ tự làm. Rồi ví dụ 10, nốt ví dụ 10 sang dạng 3 nào. Chắc những bài hôm nay nhá, buổi sau tham số thì nó khó hơn nhiều đấy, nó thẳng là khó hơn nhiều. Và sau cái đấy mình chỉ luyện tập thôi, luyện tập bảo hàm thôi. Nên cố gắng. Ví dụ 10. Thế cho cả y bằng x cộng 2 chị ở C. Viết phương trình tiếp tuyến của C. Viết tiếp tuyến tạo với delta một góc 45 độ với delta có dạng là 2x trừ y trừ 1 bằng 0. Rồi, nào. Mình thống nhất với nhau là mình chỉ tìm k thôi nhá. Việc x không y không các bạn tự làm ở nhà. Ở đây là rơi vào trường hợp tạo với nhau một góc alpha. Thầy cho các bạn 1 đến 2 phút gọi viết công thức trước cho thầy. Nha. Nào. Vẫn câu cửa miệng nhá, câu cửa miệng vẫn là gọi gì đấy. Gọi D là tiếp tuyến của C. Suy ra ngay D có dạng là y bằng f(x0) nhân x trừ x0 cộng không. Nào, bây giờ nhá, mình có này, cái delta tạo với D một góc 45 độ. Delta thì mình có k delta bao nhiêu? K delta là bao nhiêu nhỉ? Đó là 2, tự tính nhá. Ok không? Vậy mình suy ra ngay là gì? Mình có tan của 45 độ sẽ bằng trị của k trừ k delta chia cho 1 trừ đi k cộng với k k delta. Đúng chưa? Hay 1 bằng gì nhỉ? Trị của k trừ 2 chia cho 1 cộng 2k. Đúng không? Vậy mình quy đồng lên thôi, tức là mình có là trị của k trừ 2 bằng trị của 2k cộng 1 tương đương ngay cái k trừ 2 bằng 2k cộng 1 và k trừ 2 bằng trừ của 2k.
cộng 1. Đúng chưa? Hai tương đương gì nhỉ? Mình có càng mấy? Thằng đầu tiên cho thầy k bằng trừ 3. Thằng thứ hai cho thầy k bằng 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 1. Ok. Đấy đây thì mình có x không? Mình chưa y không? Tôi làm nốt. Hiểu. Ok là về ví dụ 10. Luyện tập thì mới làm nhanh được. Nó chỉ có cách duy nhất là luyện tập thôi. Chứ mấy đứa mà lười thì không nhanh được đâu. Và phần này nó thi trực tiếp của lớp 12 đấy nha. Ứng dụng của đạo hàm là trực tiếp của lớp 12 đấy. Không đùa được đâu. Nên là cố gắng thì có thể mình sẽ học lớp 12 sớm. Tầm tháng 5 học luôn rồi. Phần 3 á. Để xem thầy có tính nhầm nữa nào không. Đúng là mày trả nhỉ. Có ra một giống thầy không? Em cũng ra 1 phần 3. 1 phần 3 sao phải sai này nhỉ? 2k trừ à đúng rồi 1 phần 3 ok. Rồi ok. Đấy. Đó là các bài toán có hệ số góc cho trước. Vấn đề gì không nhỉ? Thúy Dương vấn đề gì không? Phương Ly ok chưa? Ok ạ. Ừ. Toàn ổn chứ? Chưa ổn lắm á hay là gì? Cũng ok ạ. Rồi. Dạng 3 là viết phương trình thức tuyến của C đi qua điểm. Ok, cái đi qua điểm này nó khó hơn nhiều so với cái tại điểm nhá. Gạch chân thì từ qua điểm vào. Thì cái phương pháp làm chung á, phương pháp làm chung đi qua điểm A. Chỗ XA. Yeah, đi thêm vào cho thầy. Thì phương pháp chung là như sau nhá, cái phương pháp chung. Phương pháp làm chung. Bài toán qua điểm này khá là dài đấy, để trên nhỉ. Đầu tiên mình gọi delta là tiếp tuyến của C tại điểm M cộng là x0 y0. Đúng không? Vậy khi đó delta có dạng là gì nhỉ? Có dạng là y bằng f,x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Gọi là phương trình sao? Đúng chưa? Bây giờ nhá. Nghe này, vì người ta bảo là đi qua điểm A đúng không? Đi qua điểm A. Đi qua điểm A đúng không? Mình có là A phải thuộc delta chưa? Vậy suy ra ngay là gì? Tức là mình có là thay điểm A vào thôi. Tức là mình có IA sẽ bằng là F và X0 nhân XA chứ X0 cộng Y0. Đúng không nhỉ? Phương trình 1. Đã. Từ đây mình giải ra X0. Rồi mình là Y0. Và giải ra K là. Ok, mấu chốt vấn đề vẫn là phải tìm được X0 là cái gì, Y0 là cái gì. Có X0 là có tất cả. Đấy, câu cửa miệng là vậy. Có X0 là có tất cả.
Ok, phần này chỉ cần hai ví dụ là hiểu thôi. Thầy cho 1 phút ngắm lại lý thuyết cho thầy đi, ngắm lại lý thuyết này. Để cho làm cho quen chân chu, không lại cứ lúng túng. Ok chưa? Thầy cho ví dụ 11 nhé. Hai ví dụ là hiểu thôi, rất là dễ. Ví dụ 11. Thầy cho cái y bằng x bình cộng x cộng 1 đồ thị là C. Rồi viết phương trình viết tuyến của C. Viết tiếp tuyến. Viết tiếp tuyến. Đi qua điểm A là 26. Ok, viết tiếp tuyến đi qua A. Tôi sẽ làm mẫu một câu để cho bạn viết cái trình bày với các câu sau mình tương tự. Được chưa nhỉ? Nghe các cái thao tác của thầy nha. Nghe các thao tác. Nghe thật kỹ. Đầu tiên, thầy gọi delta nó là tiếp tuyến của C gốc cửa miệng thôi. Tại điểm M là x0, y0. Vậy suy ra ngay delta nó dạng là gì? À, y bằng f phẩy x0 nhân x trừ x0. Rồi phương trình sao? Ơ mình có nhá. Mình có này. Mình có y phẩy là bao nhiêu? Y phẩy sẽ là 2x cộng 1 đúng không? Vậy khi đó cái phương trình sao sẽ là gì? Delta nó dạng như sau. Thầy thay vào luôn trực tiếp đi. Thay vào sẽ là 2x0 cộng 1. Hiểu? F phẩy x0 mà. Sẽ là 2x0 cộng 1 nhân với cả x trừ x0. Cộng f(x0) là gì? Y0 là F0 chưa? Nó sẽ là X0 bình cộng X0 cộng 1. Ok. Phương trình 1. Tức là cái delta này của mình ý, ẩn còn lại nó chỉ là ẩn X0 thôi. Vậy mình tìm được X0 thì coi như câu chuyện chấm hết. Hiểu chưa? Bây giờ mình có này. Vì A thuộc delta. Vậy suy ra ngay phương trình là gì nhỉ? A là 26, tức là mình sẽ có là 6. Sẽ bằng là chỗ nào có x, mình thay bằng 2 nhé. X thay bằng 2 sẽ là 2x0 này, cộng 1 để nguyên này. Nhân với cả 2 chữ x0 này, cộng với cả x0 bình, cộng x0, cộng 1. Đấy, các bạn rút gọn phương trình này lại cho thầy, thì ra là cái gì? Chữ x0 bình, đúng không? Đây là 4, 1 là 3, cộng 4x0, 1, 1, chữ 3. Đúng không? Tự nhẩm nhá mấy đứa nhá. Tương đương ngay mình có ngay là x0 bao nhiêu? X0 bằng 1 và x0 bằng mấy? X0 bằng 3. Ok, với x0 bằng 1, vậy suy ra cái delta có dạng là gì? Mình thay vào đâu? Với x0 bằng 1. Đây. Mình thay vào 1 cho thầy. Vậy delta có dạng là gì nhỉ? Y bằng gì đấy? Thay 1 vào cái điểm phương trình 1 này này. Phương trình này. Đúng không mấy đứa? Vậy sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ là 3 nhân x trừ 1. Đúng không? Cộng 3. Sẽ là 3x. Còn với x bằng 3, mình thay bằng 1 cho thầy. Thay bằng 1 cho thầy. Vậy delta sẽ là gì? Y sẽ bằng là 7 nhân x trừ 3. Cộng 3 vào đây là 13. Sẽ bằng là 7x. 7x 21 trừ 13 là 18. Ok là thì để 1 phút cho các bạn xem lại cái quá trình làm xem có hiểu được không, 1 đến 2 phút. Phần này nó khó hơn các phần trước một chút vì cái phần giải phương trình sẽ dài hơn.
Các bạn ngắm xem có hiểu không? Tiếp tìm qua điểm. Hiểu không? Ngọc Linh, bạn này hiểu Ngọc Linh. Tầm ok chứ? Hơi hơi ạ. Nào, mày xem mày hơi hơi chỗ nào, mắc luôn, chứ đừng hơi hơi là Đấy, toang đấy. Cứ nói đi. có x phẩy bằng x cộng 4 suy ra sao, tại sao lại cái chỗ x không lại thay bằng x không bình cộng x không cộng 1 Ở chỗ nào y phẩy nhá, y phẩy ở chỗ này đúng không? này? Công thức delta là f phẩy x không nhân x chữ x không cộng y không, ok chứ? Công thức Vâng. đó ạ. Thì f phẩy x không là gì? Có phải là hai x không cộng một không? Có. Đấy, y không là f x không không? Thay vào đây, đúng là cái này. Sao lại thế? Y không còn gì? Y không là f x không? F x đây còn gì? Đúng không? Tâm đây là y không rồi này. Y không là f x không không? Thì em thấy y không ở đây. Tổng quát đấy, bình thường là x không bằng 1 đi, x không bằng 1 thì em thay vào đây có phải ra là y bằng 3 không? Em hiểu ý thầy không? Hiểu hiểu, hiểu chưa? Thì đây là tổng quát thôi. Y không là f x không. Thay vào đây. Mới Nói hiểu chưa? Ok rồi chứ? ok ạ. Thủy, ok không? Ok ạ. Rồi. Không vấn đề gì nhỉ mày nhớ nhỉ? Có vấn đề gì không? Nào, thêm một bài tương tự nhé. Để cho bạn làm một tí cho quen tay đi. Bạn chỉ cần hai ví dụ thôi là bạn hiểu ngay. Về bài tập tương tự các bạn sẽ tự làm. Thầy cho cả y bằng x mũ a y cộng 1 thì bị là C nhá. Rồi, gọi viết phương trình tiếp tuyến của C, biết tiếp tuyến đi qua điểm A gọi là trừ 1 trừ 2. Nào, các bạn chat cho thầy biết x0 là bao nhiêu lên. Các bạn chắc x0 thôi.
sát thì biết không là bao nhiêu, thầy sẽ làm cứ là bình tĩnh thôi, chat thầy biết kết quả x không là bao nhiêu, nó không khó như mình nghĩ đâu, nghe là hiểu. Bạn có ý không cho mình được, rút gọn là hơi lâu thôi nhưng cách làm nó cũng dễ. Ngọc ra kết quả của chuẩn đấy, chuẩn kết quả của thầy. Các bạn khác 1 phút nữa thầy chưa. Số đẹp, đẹp như Ngọc Trinh luôn, đẹp nha. Phần trang ok tốt, 1 phút nữa cứ làm đi. Phương Thảo ok. Nào, mình cùng thay nhá. Trang Hồng Anh chưa đúng đâu, xem lại nào, sai nào. Mình có A trừ 1 trừ 2 thuộc delta. Tức là mình có cái gì? Thay vào tức là mình có trừ 2 này bằng gì? Bằng 3x không bình cộng 3 để nguyên này. Trừ 1 trừ x không này. Đã. Cộng x không mũ 3 này. Cộng 3x không cộng 1. Thì các bạn nhân phá ra, nhân phá ra và các bạn rút gọn lại cho thầy.
nhân phá mà rút gọn. Được chưa? Thì sẽ là gì nhỉ? Sẽ là trừ 3x0 3 này. Trừ 3x0 bình. Trừ 3x0 bình này. Cộng 3x0 là hết này. Cái phần này cẩn thận nhé, giúp bạn sai, bị nhầm dấu đấy. Nào, xem lại một chút xem có, à đây là 2x0. Đây là 2x0 3, đúng không? Rồi bằng 0. Thì bấm tính thôi, chắc mình có nghe là x0 mấy. X0 bằng 0. Vậy không mấy, x0 bằng chữ 3/2. À, x0 bằng 0 thì mình có delta thôi. Thay vào đây. Thay delta, thầy, đây delta đây. X0 bằng 0 sẽ là 3. Y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 3x cộng 1. Còn nếu cái chữ 2 delta y bằng gì? Y bằng là thay chữ 3/2 vào. Ừ, xấu thế nhỉ. Chữ 3/2 vào là 27/4 cộng 3. 27/4 cộng 3, 27 cộng 12 là 39/4. Đúng không? Nhân với cả x cộng 3/2 cộng y0 số 6 á, chứ 3/2 mũ 3 cộng 3 nhân 3/2 cộng 1. Ok, đã. Xong. Phần này nó không khó một tí nào, quan trọng là mình rút gọn sao cho chuẩn thôi, chứ về cơ bản nó rất dễ, nó dễ lắm, nó dễ hơn các bài kia cũng nên. Tâm ok bài này, ok chưa Tâm? Ok rồi ạ. Ừ. Cái số này hơi này, các bạn về tự tính nước cho thầy về số lần sau nhé. Đó là các bài toán cơ bản về thiết tuyến. Buổi sau thầy sẽ chữa một số bài trong cái phiếu của thầy Pháp. Và mình sẽ luyện tập thêm một số bài tham số. Và từ giờ mình chỉ luyện tập những bài toán về liên quan đạo hàm thôi. Tối thiểu nhất là cái việc đạo hàm là phải chính xác để làm những bài tham số cho chân chu, được chưa nhỉ? Từ buổi sau trở đi, mình chỉ học những bài toán liên quan đạo hàm thôi. Về phương trình, về thiết tuyến, các kiểu là điều để mình luyện tập. Nó chỉ có thế thôi nhé. Các bạn toán xoay quanh như vậy. Rồi ok. Thôi thì chào lớp. Hôm nay nghỉ đi. Bye bye.